Xin được kính chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến. Hôm nay phòng chẩn trị học cổ truyền Yêu Thương Cho Không rất vui mừng hân hoan khi tổ chức buổi lễ mừng cho các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Và trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin mời các thầy cũng như là các thành viên phòng khám và tất cả mọi người mình hướng về Chúa và lên hình ảnh Cha để mình ghi nhớ, mình dành những lời kinh, mình tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha đã giúp cho những bệnh nhân này, các thầy thuốc ở đây đó về niềm tin để chúng ta có được một cái công việc làm tốt đẹp. Xin mời tất cả mọi người ạ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, sao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ban đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhận thần xác hồn tràn lan ở thiên. Cuối trình Chúa sang sồi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn đình chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng, Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi xuống ạ. Kính thưa tất cả quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì cái thời lượng của buổi lễ hôm nay chắc rơi cỡ khoảng một tiếng, cho nên thì những bệnh nhân cần nghỉ ngơi thì chúng ta có thể vào phòng của các thầy ở trên giường, chúng ta nằm nghỉ để buổi lễ chúng ta có thể được lắng nghe. Thì buổi lễ hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thông qua quyết định bổ nhiệm chức phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và bổ nhiệm chức trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện. Phần thứ hai là phần nghi thức xác nhận cho bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Đó là nội dung chính của buổi lễ ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu các thầy thuốc và nhân viên của phòng chẩn trị học cổ truyền Yêu Thương Cho Không. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tô Phú Quế, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế, cùng toàn thể người nuôi và quý bệnh nhân có mặt buổi lễ ngày hôm nay. Để bắt đầu buổi lễ, ông Bùi Văn Thưởng sẽ thông qua quyết định bổ nhiệm chức phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và bổ nhiệm trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa cha, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý mạnh bệnh nhân thân mến, thì cái quyết định bổ nhiệm của phó giám đốc và trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện thì trước đây đã có quyết định rồi, thì theo nguyên tắc cha đã bổ nhiệm các thành viên của phòng khám, thì con hôm nay thay mặt cho các thầy sẽ thực hiện lại nghi thức giống như cha còn sống đã làm đối với các thành viên của phòng khám. Và đồng thời cho phép con xin thông qua cái quyết định bổ nhiệm của phó giám đốc
Tổng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, quyết định số 03 Trà Vinh ngày 12 tháng 2 năm 2024, quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, căn cứ vào giấy phép hoạt động của phòng khám phần khám chuyên khoa số 1102 ngày 12 tháng 2 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 11 tháng 2 năm 2024 tại văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tấn Thanh giữ chức vụ phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương con. Ông Nguyễn Tấn Thanh thay mặt giám đốc xử lý các công việc chuyên môn về phòng chính trị học cổ truyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, khi giám đốc giám mặt theo sự phân công của các trường hợp quyền thẩm quyền báo cáo giám đốc để xin ý kiến sự xử lý công việc. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 12 tháng 2 năm 2024 đến ngày 11 tháng 2 2029. Nhiệm vụ của Nguyễn Tấn Thanh thực hiện theo điều 1 thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, và ông Nguyễn Tấn Thanh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, giám đốc đã ký. Vừa qua thì cũng tham gia cái chức vụ phó giám đốc của thầy Nguyễn Tấn Thanh. Sau đây thì anh xin qua cái quyết định bổ nhiệm chủ tịch ban tiền phong kim nhiệm huệ. Ông bà xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn ngày 19 tháng 12 năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, quyết định số 01 quyết định về việc bổ nhiệm chủ tịch ban tiền phong kim nhiệm huệ phòng chính trị học cổ truyền yêu thương cho con thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, căn cứ vào giấy phép hoạt động số 1102 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Sư Dũng, trưởng ban truyền thông kiêm nhiệm huyện phòng chính trị học cổ truyền thuộc doanh nghiệp dịch các thuộc công ty trách nhiệm hạn Cha Đường yêu thương cho con. Ông Phạm Sư Dũng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn truyền thông kiêm thiện nguyện cho phòng chính trị học cổ truyền hỗ trợ cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phòng chính trị học cổ truyền yêu thương cho con. Thời hạn bổ nhiệm có thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2028. Điều 2, nhiệm vụ của ông Nguyễn Tấn Thanh thực hiện theo điều 1 thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Đường yêu thương cho con, và ông Phạm Sư Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ấy, giám đốc đã ký. Thì vừa qua em xin thông qua hai quyết định bổ nhiệm của thầy Nguyễn Tấn Thanh và ông Phạm Sư Dũng. Em cũng thay mặt thành viên của phòng tư trị học cổ truyền để trao hai quyết định này cho thầy Nguyễn Tấn Thanh và Nguyễn Sư Dũng, Phạm Sư Dũng. Gian trước. Rồi, cố gắng với em ha. Dạ, cảm ơn. Kính thưa cha, thì trước đây cha đã thực hiện bổ nhiệm các thành viên của hội khám thực hiện theo những gì cha đã làm. Con xin phép, con sẽ hướng dẫn đưa thầy Nguyễn Tấn Thanh và ông Phạm Sư Dũng về nơi làm việc của mình để như sau này để hỗ trợ cho phòng khám được tốt hơn. Con xin phép con
được dẫn hai thầy vào phòng làm việc. Rồi, cố gắng nha, trách nhiệm lần này. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em xin phép thực hiện cái nghi thức lúc chào đã làm. Rồi, cố gắng đi, hỗ trợ cùng các em thôi để thực hiện cho hỗ trợ cho bệnh nhân anh ha. À. Dạ. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý bệnh nhân và quý người nuôi thân mến, thì ngày hôm nay thầy Thanh xin rất là vui mừng khi được nhận giấy bổ nhiệm làm phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Thì trước tiên con xin cảm tạ ơn Chúa, con cảm ơn Cha. Con cảm ơn Cha vì những năm tháng con được, con cùng các thầy được ở bên cạnh Cha, được Cha dạy dỗ, Cha đào tạo cho tụi con mới có được ngày hôm nay gánh vác trách nhiệm, trọng trách để giúp cho những bệnh nhân ung thư cần đến sự hỗ trợ của phương pháp chấm nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cha đã trao truyền cho chúng con cái lý tưởng ăn cây cỏ mang hạt giống, đó là lời dạy của Đức Chúa Trời dạy cho mình, cũng như là đời sống buông bỏ, yêu thương và cho không. Và trước khi Cha ra đi, Cha đã nhắn nhủ đối với con cũng như các thầy thuốc ở đây cố gắng tiếp tục gìn giữ đường lối và lý tưởng mà Cha đã tâm huyết. Cho nên con trước mặt Cha, con xin hứa sẽ cùng các thầy sẽ tiếp tục giữ vững đường lối, lý tưởng mà Cha đã giúp, đã dạy dỗ và đào tạo cho tụi con, để cho luôn mỉm cười và tụi con không bao giờ phụ công Cha. Con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa ban lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không cùng các thành viên, kính thưa tất cả các mạnh thường quân, các ân nhân, quý bệnh nhân và người nuôi, con xin cảm ơn đã luôn luôn tín nhiệm và tin tưởng con, cũng như là đồng hành ủng hộ con trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là bổ nhiệm con vào vị trí phó giám đốc của công ty. Thì con cũng xin hứa sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt cái công việc của mình trên con đường giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư có mặt ở đây cũng như sau này. Con xin hết, con xin chân thành cảm ơn. Xin mời trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện anh Phạm Xuân Dũng có đôi lời phát biểu ạ. Xin mời anh. Cháu Xuân Dũng đứng ở phía dưới cùng với bệnh nhân, hướng lên phía trên để trò chuyện cũng như trải lòng với mình, của mình với Cha. Kính thưa Cha, kính thưa quý ban giám đốc, ban lãnh đạo của doanh nghiệp Cha Tường Yêu Thương Cho Không, kính thưa các thầy của phòng chính trị y học cổ truyền Yêu Thương Cho Không thuộc doanh nghiệp Cha Tường Yêu Thương Cho Không có trụ sở tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim,
huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Vâng, chắc mọi người cũng đã biết và thông tin truyền thông từ các kênh như kênh Cà Phê Rô Nguyễn Văn Tường, kênh Phòng Khám Cha Tường và cũng như trên kênh Tin Nóng Từ Dân của Xuân Dũng thì được biết rằng là phòng khám của Cha Tường hiện tại bây giờ đã được phục dựng trở lại bởi các học trò xuất sắc của cha. Còn với sự chung tay, chung lòng của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì phòng khám đã được phục dựng trở lại với mục đích được làm thiện nguyện, được làm bác ái để cứu sống cũng như giúp đỡ các bệnh nhân đang bị ung thư. Phần lớn là những người bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, họ đã vô phương cứu chữa ở khắp nơi và họ tìm đến đây. Và các thầy đã luôn luôn đi theo con đường của cha, đó là yêu thương cho không, luôn luôn dang rộng vòng tay đón nhận các bệnh nhân đến đây để được điều trị miễn phí. Và đặc biệt, không những miễn phí mà phải là với cái mong muốn rằng họ được khỏi bệnh. Xuân Dũng cảm thấy rất là vui mừng và vinh dự khi ngày hôm nay được nhận trên tay cái giấy bổ nhiệm với công việc thiện nguyện và truyền thông tại nơi đây. Đây cũng là một mong muốn của Xuân Dũng cũng như là mong muốn của cha lúc cha còn sống. Và thưa cha cũng như thưa quý thầy và quý bệnh nhân và quý mạnh thường quân, Xuân Dũng luôn trân trọng những gì mà cha đã giao phó cũng như hôm nay các thầy đã giao cái nhiệm vụ này cho Xuân Dũng. Và Xuân Dũng luôn luôn dành hết, Xuân Dũng hứa dành hết cái thời gian còn lại từ đây về sau của mình, cứ còn sống là vẫn còn luôn luôn làm công việc bác ái giúp đỡ cùng với phòng khám. Nên nhớ là luôn cùng với phòng khám, đến khi nào mà phòng khám cảm thấy rằng không còn sử dụng được Xuân Dũng nữa hoặc là không còn muốn công tác với Xuân Dũng nữa thì thôi. Còn Xuân Dũng cũng mong muốn như vậy, dù ít dù nhiều. Và Xuân Dũng mong muốn sao phòng khám ngày càng được về cái cơ sở hạ tầng vật chất thì ngày càng phát triển khang trang hơn. Về đội ngũ y bác sĩ, các thầy thì tay nghề cũng như kiến thức được nâng cao hơn. Và đặc biệt hơn nữa là trong quá trình điều trị bệnh thì nhiều bệnh nhân được chữa khỏi, được lành tính cũng như họ được đánh tan các cái khối u và giảm được bớt những đau đớn cho họ. Đó là cái mong muốn lớn nhất cũng là nỗi trăn trở lớn nhất của Xuân Dũng khi bước vào công việc nghề y. Và để mà mong muốn được cái điều đó thì Xuân Dũng nghĩ rằng tất cả mọi chúng ta, kể cả y bác sĩ, nhân viên của doanh nghiệp cũng như các bệnh nhân, chúng ta hãy nỗ lực chung tay đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tạo ra một cái sức mạnh để cùng nhau truyền lửa, truyền năng lượng cho nhau để chung cho, để giúp cho các bệnh nhân sớm được đẩy lùi bệnh tật và sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng, trở lại công việc xã hội như trước đây. Và trong cái buổi lễ hôm nay với Xuân Dũng thì Xuân Dũng nghĩ rằng công việc của mình nó không lớn lao bằng cái công việc mà thầy Thanh vừa đảm nhiệm với chức danh là phó giám đốc. Cùng mong thầy Thanh sẽ nỗ lực hết mình và thầy Thanh sẽ dành nhiều tâm huyết hơn nữa để giúp cho phòng khám ngày càng phát triển. Và cũng mong sự hỗ trợ của các nhân viên cũng như các y bác sĩ giúp đỡ tạo điều kiện cho thầy Thanh để thầy Thanh hoàn thành tốt cái công việc của mình mà cha cũng như các thầy đang tin tưởng và giao phó. Chúc cho các ban lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân Cha Tường cũng như phòng chính trị học cổ truyền yêu thương mọi người có nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc cho quý bệnh nhân thì chúng ta ngày càng được đẩy lùi bệnh tật. Và đặc biệt xin cảm ơn đến các mạnh thường quân nhà hảo tâm luôn luôn chung tay chung sức cùng với các thầy, cùng với phòng khám và các bệnh nhân. Đặc biệt ở đây cảm ơn đến anh Tô Phú Quế rất là nhiều. Vâng, xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.
Xin được cảm ơn trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện anh Phạm Xuân Dũng đã có đôi lời phát biểu tâm tình của mình. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, bây giờ là chúng ta sẽ đi đến phần 2, phần quan trọng của buổi lễ hôm nay, đó là tổ chức cái nghi thức hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Thì cũng giống như những lần trước, thầy Thanh sẽ thực hiện lại cái nghi thức mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy dỗ cho các thầy, để tưởng nhớ lại cái công ơn mà cha đã huấn nhục các thầy thuốc, cũng như là mang đến cho tất cả quý bệnh nhân cái phương pháp hỗ trợ điều trị cháo nano, thảo dược nano. Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các y bác sĩ và phòng khám xin được kính trình cha Phêrô là người đã dày công nghiên cứu công nghệ cháo nano, thảo dược nano 20 năm để cứu giúp cho những bệnh nhân ung thư. Khi đó, cha Phêrô sẽ hỏi thầy rằng, thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y bác sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại bệnh tình của các bệnh nhân. Và sau khi các y bác sĩ đã nghiên cứu hồ sơ của các bệnh nhân, chúng con kết luận rằng các bệnh nhân đã đạt được kết quả cao trong phòng khám. Xin được kính trình cha. Sau đây, thư ký của phòng khám anh Nguyễn Văn Thành sẽ thông qua danh sách các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Xin được trân trọng kính mời anh. Dạ, kính thưa cha, kính thưa quý thầy và thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường Yêu Thương Châu Không, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thì sau đây cũng xin thông qua cái danh sách 6 bệnh nhân đạt kết quả cao trong quá trình điều trị tại phòng chuyển trị học cổ truyền thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường Yêu Thương Châu Không. Thì danh sách gồm: thứ nhất, Phạm Văn Biên, 45 tuổi, quê Ninh Bình, bệnh là ca vùng hầu. Thứ hai, Lê Thị Hải, 61 tuổi, quê Tiền Giang, ca đa u tủy. Và thứ ba là Phạm Thị Phượng, 36 tuổi, quê Hải Phòng, ca vú trái. Thứ tư là Nguyễn Thị Tuyết Nga, 55 tuổi, quê Đồng Nai, ca trực tràng. Và thứ năm là Đỗ Đắc Huấn, 58 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh, ung thư gan. Và thứ sáu là Mai Văn Tuyến, 56 tuổi, quê Ninh Bình, ca phổi. Và đây là danh sách 6 bệnh nhân đạt kết quả cao trong chuyến đi y học cổ truyền. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Thành, thư ký của phòng khám, đã thông qua danh sách của các bệnh nhân. Một lần nữa xin được chúc mừng các bệnh nhân. Sau đây, thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng các bệnh nhân cũng như dặn dò các bệnh nhân. Xin được mời thầy ạ. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lại Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót và chữa lành cho 6 bệnh nhân ung thư. Thật sự mà nói á, khi mà chúng ta mà bị ung thư rồi á, khi mà được bác sĩ bệnh viện mà kết luận chúng ta ung thư ác tính rồi á, thật sự là không có một nơi nào mà chữa cho chúng ta hoàn thành tính được. Chỉ cái này có cái quyền năng phép màu của Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta không? Thì chính vì lẽ đó chúng ta phải luôn luôn phải tạ ơn Chúa
và chúng ta cũng phải nhớ và cảm ơn cha. Nếu mà không có cha Tường, phê vô cha Tường đó, thì chúng ta cũng không có thể nào mà hiểu được cái chỗ mà Chúa cho con người chúng ta ăn thức ăn cây cỏ mang hạt giống, trái cây mang hạt giống để mà chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Vì lý do đó chúng ta cũng phải nhớ đến cha và cảm ơn cha. Kính thưa ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng vui mừng và hân hoan. Thầy xin chúc mừng cho 6 bệnh nhân ung thư, và chúng ta đã được từ cái cõi chết ung thư mà chúng ta đã đứng ngấp nghé giữa hai bến bờ, giữa sống và chết thôi. Chỉ có những người nào mà đứng ở tình trạng này thì mới cảm nhận và hiểu được cái nỗi vui mừng của mình từ cái chỗ sống mà trở về với, từ cái chỗ chết đó, mà chúng ta trở về được cái sự sống bình thường đó. Thì chúng ta không có cái gì mà trên thời gian này chúng ta mua được. Chính vì lẽ đó các bệnh nhân hãy nhớ, chúng ta đã sống lại một lần ở nơi đây rồi thì chúng ta về nhà chúng ta phải giữ theo đúng cái bát đồ là mình ăn kiềm hữu kiềm. Ăn kiềm hữu kiềm là sao? Đó là về khoa học. Còn về mặt tôn giáo thì Chúa cho con người chúng ta là ăn cây cỏ mang hạt giống và trái cây mang hạt giống, vì đó là ăn kiềm quá giúp cho cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh. Cho nên các bệnh nhân về mà nếu mà mình đã hết bệnh rồi mà mình về mà tiếp tục mình quay trở lại con đường cũ mà ăn động vật đó lại, thịt cá tướng sữa đó lại thì nhất định là cơ thể của chúng ta, dòng máu chúng ta sẽ nhiễm axit đó lại, và chúng đó và lúc đó chúng ta sẽ bị bệnh trở lại, và đó là điều chắc chắn này. Và sau cùng thầy cũng xin chúc cho tất cả các bệnh nhân ở trong phòng khám của chúng ta hôm nay luôn được bình an, khỏe mạnh và lạc quan yêu đời hơn. Và bây giờ thầy xin nhường lại cho thầy Thanh ạ. Xin cảm ơn phần phát biểu ý kiến chúc mừng của thầy Nguyễn Thanh Quý và những dặn dò rất là chân thành của thầy. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Quế sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Xin được trân trọng. Kính thưa cha, kính thưa quý thầy thân mến, cũng như quý bệnh nhân có mặt hiện tại ở đây, cũng như quý bệnh nhân đã được về chung sum họp với gia đình, thì hôm nay chắc có lẽ là xin mấy thầy cho tôi 3 phút lên để tâm tình với các cái bệnh nhân ở đây. Thì trước mắt là hôm rồi cách nay 2-3 ngày gì đó tôi có dịp đi xuống đây để có một số công việc, thì như vậy tôi thấy có một 6-7 bệnh nhân gần người nô bệnh mà vô đây cùng nhau dọn dẹp phụ mấy thầy làm tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng ở đây là một cái ngôi nhà chung, không phải là của các thầy, cũng không phải là của riêng ai, mà là của tập thể chúng ta. Nói chúng ta ở đây là gồm có tập thể người nuôi bệnh và bệnh nhân, thì chúng ta coi ở đây như là một người trong nhà. Nếu chúng ta thấy có cái gì đó mà nó không có được sạch sẽ, không phù hợp, thì chúng ta sẽ dùng công và sức cũng như lời nói để giúp đỡ lẫn nhau và đưa cho phòng khám này nó vang dội đi mọi nơi và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Và cái kế tiếp nữa là chúng ta cùng ở chung một các cái dãy phòng trọ rồi, chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau để sớm hoàn thành phát đồ điều trị của các thầy ở đây, về chung sống cùng gia đình mang lại hạnh phúc cho gia đình cũng như cho xã hội. Đó là điều mong muốn lớn nhất của cha cũng như các thầy ở đây. Thì hôm nay mình có một số nhắn nhủ đến các cái bệnh nhân và người nuôi bệnh, cố gắng đoàn kết yêu thương lẫn nhau, cùng nhau tạo mọi điều kiện để giúp cho nhau sớm quay về và thêm được nhiều người bạn, nhiều người thân
ở nơi đây mình ghi nhận là theo tôi biết là ở đây là người nào thấp nhất là cũng phải là 70 đến 90, thậm chí là hôm qua tôi có coi một cái anh nào ở đây nó tới 150 ngày, hình như gần 5 tháng. Thì ở đây là mình nói là vợ chồng một ngày cũng là vợ chồng, mà mình ở đây tới 3 tháng, thì tôi nghĩ là đó là một cái điều mình phải cố gắng giữ lại những kỷ niệm gì ở đây. Và sau khi mình đã hết hoàn thành phát đồ điều trị về với gia đình, nếu có dịp thì tôi cũng phải tha thiết mời các bệnh nhân có dịp ngang thì cũng ghé thăm các thầy, cũng thăm phòng khám. Đó là một điều mà mang lại hạnh phúc cho phòng khám cũng như các thầy ở đây. Mình thời gian thì có hạn, và cái thứ tiếp đó là mình có đang đề nghị với các thầy là sau này mình sẽ tranh thủ làm những cái game show ở đây. Thì cái này là nhiệm vụ của các thầy, là các thầy phải làm những câu hỏi nhỏ, ví dụ ca gan, ca bú, ca cô nói chung gì đó, mình nên ăn cái gì và mình nên không ăn cái gì, thì làm những cái game nhỏ vừa học vừa vui để rằng là mình nhớ. Và qua đây thì các cộng đồng mạng có những người người ta không có điều kiện đến đây, gia đình người ta đơn chiếc hoặc là già cả gì đó, thì có thể qua cái YouTube này có nhiều người người ta sẽ học hỏi để người ta kéo dài được sự sống, đó là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Mình xin có một số ý kiến đến các cái bệnh nhân cũng như những người nô bệnh. Xin chân thành cảm ơn các thầy cũng như quý bệnh nhân có mặt ở đây. Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế đã cho những cái ý kiến rất là thiết thực và cần thiết cho tất cả mọi người. Thì sau đây xin mời bác Trần Minh Giang là mạnh thường quân của phòng khám. Khi phòng khám gặp khó khăn, bác Giang đã ủng hộ cho tất cả bệnh nhân cái nguồn nước rất là quý giá. Thì cũng xin bác có thể chia sẻ chút ạ. Sẵn đây cho hỏi là lý do vì sao mà mình lại dán cái băng keo ở trên trán của mình ạ. Xin mời bác cho biết. Mang ghế quay máy nó dùng tay quay như vậy. Thôi cũng chúc mừng cho bệnh nhân vừa lành tính để về với gia đình. Rồi cũng chúc các bệnh nhân tiếp theo giữ pháp đồ của thầy đưa ra để mau lành bệnh đi về với gia đình. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn bác Trần Minh Giang. Xin chúc bác nhiều sức khỏe, cũng như là mau sớm lành cái vết thương của mình. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì hôm nay chúng ta vui mừng khi có 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao của phòng khám. Thì trước khi mà chúng ta được nhận cái giấy chứng nhận của phòng khám, thì thầy Thanh sẽ lấy một cái ví dụ điển hình của một bệnh nhân để chia sẻ lại cho những bệnh nhân còn lại, để chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái phương pháp này, cũng như là lấy đó làm động lực để bản thân của các bệnh nhân còn ngồi ở phía sau mình cố gắng, mình quyết tâm, mình vượt qua căn bệnh bằng cách mình cố gắng giữ đúng cái phác đồ. Ở đây các thầy đã cùng với cha đã nghiên cứu và các thầy đã thực hiện, thì đó là điều rất là tốt lành. Bây giờ thầy xin lấy một ví dụ cụ thể, đó là bệnh nhân Mai Văn Tuyến. Xin mời bác Mai Văn Tuyến đứng lên cho mọi người cùng thấy ạ. Xin mời bác ngồi xuống. Kính thưa tất cả mọi người thân mến, ở đây thầy có nhận một cái giấy đăng ký của bệnh nhân Mai Văn Tuyến vào ngày 22 tháng 12. Thì đây là bệnh nhân có khai báo là mình mắc căn bệnh ung thư phổi do bệnh viện Bạch Mai đã chẩn đoán, và sau đó bệnh nhân không có điều kiện để điều trị Tây y, do đó bệnh nhân chưa có vào hóa chất, chưa xạ trị, chưa hóa trị, cũng chưa phẫu thuật luôn. Thì cái kết quả, cái bệnh lý ấy, thì phát hiện hồi tháng 6 năm 2023, và cái kết quả chụp CT lồng ngực thì kết quả cho ra là hình ảnh khối rốn phổi phải, khối đặc thùy trên của phổi phải, các xẹp thùy giữa phổi phải và đáy phổi trái, giãn phế nang thùy trên hai phổi và hạch trung thất. Đó là cái kết quả CT của bệnh nhân này được chụp vào tháng 10 năm 2023. Thì khi bệnh nhân đến đây thì bệnh nhân cũng hy vọng rằng phương pháp này
sẽ giúp cho mình có thể vượt qua được căn bệnh. Bệnh nhân đã áp dụng cái phác đồ hỗ trợ điều trị thì mục đích, mục tiêu của các thầy trước tiên là làm sao cho bệnh lý nó chống tình trạng di căn trước đã. Có nghĩa là đưa cơ thể của bệnh nhân từ axit sang kiềm. Đó là mục đích mà các thầy phải làm được và phải hướng tới. Thì kết quả xét nghiệm máu, cho xét nghiệm máu thì những cái chỉ số nằm trong ngưỡng an toàn. Kể cả chỉ số dấu ấn ung thư phổi là xếp ra 21-1 cũng nằm trong ngưỡng âm tính. Cũng xin lưu ý với tất cả các bệnh nhân mình có mặt ở đây, thì kết quả dựa trên xét nghiệm máu khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì chúng ta phải thông qua sinh thiết để xác định được cái tính chất khối u đó có phải là ung thư hay không. Và trong quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, các thầy sử dụng dấu ấn ung thư trên xét nghiệm máu để đánh giá cái quá trình hỗ trợ điều trị của mình nó tăng, nó giảm thế nào để theo dõi mức độ phát triển của bệnh lý. Cái dấu ấn ung thư không nhằm mục đích là để khẳng định cho bệnh nhân biết là mình có ung thư hay không. Cho nên là có rất nhiều kết quả của tất cả các bệnh nhân đang ngồi đây khi vào phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị thì đã âm tính ngay từ đầu. Có nghĩa là mặc dù mình mắc căn bệnh ung thư đó, nhưng dấu ấn ung thư, ví dụ như ung thư phổi là ung thư tế bào không nhỏ là xếp ra 21-1, tế bào nhỏ là NSE đó, và ung thư vú là CA15.3, ung thư buồng trứng là CA125, ung thư gan là AFB. Những cái kết quả dấu ấn ung thư đó không khẳng định là mình hết bệnh ung thư. Nhớ nha, tất cả các bệnh nhân có mặt ở đây phải nhớ điều đó. Kết quả xét nghiệm máu dấu ấn ung thư nhằm mục đích tầm soát sớm bệnh ung thư, chứ không phải dựa trên dấu ấn ung thư mà mình kết luận đó bệnh ung thư ác tính thành lành tính. Điều đó là không đúng với y khoa, cho nên các bệnh nhân mình lưu ý điều đó. Thì cái kết quả đầu tiên là xét nghiệm máu dấu ấn ung thư xếp ra 21-1 ung thư phổi tế bào không nhỏ đó là nằm trong ngưỡng an toàn âm tính. Đó là cái thành công đầu tiên. Cái thành công kế tiếp của bệnh nhân đó là kiểm tra cái dấu ấn, dấu hiệu của anh nó có di căn hay không. Thì cái kết quả trên ổ bụng là sỏi túi mật, bệnh nhân chỉ có sỏi túi mật thôi, thì không có thấy tổn thương ở trong ổ bụng cũng như là các cơ quan khác. Bây giờ mục tiêu cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái gốc bệnh, đó là cái phổi. Thì do cái thời gian mà mình đã làm CT scan hồi tháng 10 thì 6 tháng sau, tốt nhất nên 6 tháng sau hơn á, mình mới làm thêm một cái CT lần nữa. Tại vì có thuốc, tiêm thuốc cản quang, mà nếu tiêm thuốc cản quang thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân. Do đó không được tiến hành thường xuyên mà phải do bác sĩ chỉ định. Khi trong những trường hợp cần thiết thì mình sẽ làm cái X quang. Thì ở đây các thầy có cái kết quả dựa trên X quang. Bây giờ để cho nó thêm phần tạo hứng thú cho tất cả mọi người, giống như bác Tô Phú Quế đã nói, thì ở đây các thầy có chuẩn bị là do bác Quế tài trợ, đó là những cái phần quà, những phần quà cho những bệnh nhân trả lời đúng câu hỏi của các thầy. Thì mỗi một câu hỏi các thầy sẽ tặng cho một bệnh nhân là một hộp trà tía tô và hộp trà nhãn lồng. Cái này thầy dành cho người nuôi của bệnh nhân nha. Cái này câu hỏi dành cho người nuôi bệnh nhân chứ không phải dành cho bệnh nhân nha. Bệnh nhân mình đừng lấy uống, tại vì thuốc mình đã uống đủ rồi, thảo dược mình uống đủ rồi mà mình uống thêm cho bổ là không có nha. Cho nên cái này, phần quà này thầy muốn dành cho người nuôi của bệnh nhân. Thì bây giờ thầy muốn tất cả mọi người đây đưa ra cái dự đoán đi, dự đoán kết quả cuối cùng trên cái X quang của bệnh nhân Mai Văn Tiến. Ai có thể cho ra dự đoán? Rồi, xin mời. Rồi, bây giờ cô dự đoán là kết quả trên X quang là như thế nào? X quang hả? X quang là nó gây ra không, ban đầu là ung thư đó,
Nhưng mà lần kế nữa nè, để thầy đọc lại cái kết quả của cái CT nha. Đây, thầy đọc lại cái kết quả CT ban đầu cho mình nghe nha. Rồi mình dự đoán coi kết quả X quang mình kiểm tra ra gì nha. Cái CT của Mai Văn Tiến là nốt đặt thùy phổi phải, các dãy xẹp thùy giữa của phổi phải và đáy phổi trái, giãn phế nang thùy trên phổi phải và hạch trung thất. Thì bây giờ cô dự đoán coi kết quả mà mình kiểm tra lần này là như thế nào. Cô dự đoán này khoảng bao nhiêu phần trăm hết đi, cho cô dự đoán đó bao nhiêu phần trăm. Cũng như là bị u của phổi. Dạ. Là 60%. Dạ, còn lại 60%. Dạ. Cô dự đoán là cái kết quả cuối cùng là còn 60%. Dự đoán lại cuối cùng là 20%. Còn 20%, chính xác chưa? Chốt chưa? Không cho đổi nữa nha, còn 20%. Rồi giờ ai còn ý kiến nào khác nữa không? Thầy cho thầy kiếm 4 cái đáp án đi, rồi thầy coi lựa cái đáp án nào gần đúng nhất thì phát thưởng. Rồi xin mời cô ngồi xuống. Nhớ nha, mọi người nhớ giùm thầy nha. Coi ai trả lời câu hỏi gần chính xác nhất thầy cho. Rồi ai trả lời? Ai trả lời kế tiếp? Giơ tay xung phong đi, mạnh dạn lên, mình có phần thưởng mà. Đâu ai? Rồi, đâu bao nhiêu? 8. Rồi, còn lại 80% phải không? Rồi, vậy cô nhớ nha, câu đó là 80% nha. Hả? Hả, 80% hả? Vậy giống cô này rồi, cô này 20% nè, mình cho cái kết quả khác đi. Hả? Sao? 90%. Vậy là còn 10%. Rồi, hai kết quả. Rồi, cô nhiêu? Trời, sao tự tin dữ vậy? Sao mình dám tự tin hết 100%? Ở cái kết quả khối u lớn lắm đó, 29 x 23 x 76mm lận á. Rồi cho đáo đó, 98%. Trời ơi, ở đây bệnh nhân mình lạc quan dữ quá. 99%. Rồi thôi giờ coi kết quả cuối cùng nữa đi, rồi thầy chốt lại cái kết quả cho mọi người đều nghe. Đâu? Rồi rồi cho coi dự đoán bao nhiêu đây? Được 85%. 85%. Còn lại 15%. Rồi. Đây nhớ nha, mọi người nhớ giùm nha, coi ai có kết quả gần chính xác nhất nha. Ở đây là còn 20%. Ở đây là còn 1% nè. Ở đây còn 2%. Bên kia còn 10 phải không? Bên đây nhiêu? 90% hết, còn 1%. Vậy là còn lại 10. 10%. Còn kia là còn 15%. Rồi. Rồi để phân tích. Bây giờ thầy dựa trên cái hình nha, cái hình phim phổi. Đây là cái hình phim phổi sau khi mình chụp xong. Rồi giờ sao? Anh nhờ ai cầm giùm cái micro đi để dạ. Để tôi đẹp trai tôi cầm. Rồi đẹp trai tôi cầm luôn. Rồi bây giờ dựa trên hình phim nha, thầy sẽ giải thích. Đây là cái hình phim phổi khi chụp X quang của bệnh nhân Mai Văn Tiến 1939 tại bệnh viện Thiên Ân ngày mấy đây? Làm cho thầy coi chính xác ngày mấy. Ngày 4 tây tháng 3. Đây, ngày 4 tây tháng 3 là vừa mới hôm qua luôn á, cho ra viện luôn. Nhưng mà kết quả nó rất là tốt. Rồi bây giờ bác giữ giùm. Bây giờ cái kết quả này nha, mình nhìn vô phim phổi nha. Đây là lá phổi bên phải, đây là lá phổi bên trái. Cái vùng này người ta gọi là vùng sáng, mặc dù nó đen nhưng mà ta gọi là vùng sáng. Còn cái chỗ này ta gọi là vùng mờ. À, mình nhìn thấy cái vùng mờ phía dưới nè, đây là ổ bụng nha, phần này là phần ổ bụng, phần này là phần lồng ngực và phổi. Mình nhìn thấy hai cái vòm hoành hai bên nè, đó, hai vòm hoành hai bên nó đều, bên đây bằng bên này, nó không có dấu hiệu là nó trồi lên. Thì trong ổ bụng á, là cái phần gan á, phần bụng bên dưới nó ổn định ha, không có hiện tượng gì hết. Cái vòm hoành này mình nhìn thấy rõ nè, ở đây mọi người thấy không? Nó hơi nhỏ nhưng mà cố gắng ha, cố gắng nghe. Cái vòm hoành này nè, mình nhìn thấy rõ hai bên, nhìn có cái góc cung ở dưới, cái góc nhọn á, chứng tỏ là trong phổi không có dịch. Cái thời gian trước á, mình bị ung thư phổi á, cái rốn phổi ngay chỗ này nè, cái thùy trên nè, đây là có gồm 3 thùy nha, thùy trên nè,
thì giữa nè và thì dưới. Bên đây có hai thì thôi, thì trên thì dưới thôi. Lý do lá phổi bên trái nhỏ hơn lá phổi bên phải là vì nó có cái tim. Cái chỗ này là bóng tim nè, bóng tim của bệnh nhân nè, ai cũng có hết. Cái vùng tối này nè, mình không thấy nè, vùng mờ đó là cái bóng tim của bệnh nhân đó. Và trên hình ảnh này cái bóng tim nó là bóng tim bình thường, không có bị to, thì có nghĩa là không có bệnh lý về tim mạch. Cái chỗ nó mô vô nè, cái chỗ này là quai động mạch nha. Cái quai động mạch này nè, mình nhìn thấy là nó không có hiện tượng bất thường, nó không có đóng vôi đó. Cái rốn phổi hai bên đều bình thường nè đó. Phổi trên, phổi thì trên, thì giữa và thì dưới là một màu đồng nhất, không có hiện tượng thả bóng của hai bên. Dựa trên hình phim phổi đó, thì bây giờ mình coi kết luận nha. Bây giờ trước là nó có khối u ngay đây nè, bên phải nằm ngay giữa, thì trên thì giữa nè, và bên dưới đáy của phổi bên trái nữa. Thì đó là những cái tổn thương của lá phổi mà bây giờ kiểm tra trên kết quả X quang là không thấy đó. Bây giờ tới phần bác sĩ kết luận nha. Rồi bây giờ ai là người trả lời chính xác nhất nè. Bây giờ kết luận chưa ghi nhận bất thường trên hình X quang ngực. Bệnh viện Thiên Ân chẩn đoán đây, trên hình phim có luôn. Rồi, chúc mừng cho bệnh nhân. Không có ghi nhận bất thường trên phim phổi đó. Vậy thì người nào được 99% là chính xác. Rồi, bây giờ xin mời bác Giang. Đây, ai nãy... Cái người nào hồi nãy tuyên bố là 100% á. Đây à, phải không? Đây, người đây. Rồi vậy mời cô lên đây. Rồi, chúc mừng cô nha. Nhưng mà cái này là dành cho người nuôi bệnh nhân nha. Không cho bệnh nhân uống nha, tại vì bệnh nhân là các thầy đã cho thuốc đầy đủ rồi. Mình uống nữa là nó dư, với lại nó không đúng bệnh. Cho nên phần thưởng đó là dành cho người nuôi bệnh nhân. Đó là câu hỏi đầu tiên. Bây giờ thầy sẽ có 4 câu hỏi nữa để đặt ra cho tất cả người nuôi cũng như bệnh nhân ở đây. Coi như là mình ôn lại một chút về cái phương pháp điều trị của mình đi, để mình có cái động lực mình thực hiện đúng cái phác đồ. Thì kết quả của ngày hôm nay mà những bệnh nhân ở trên đây có là một cái nguồn động viên rất là lớn, tinh thần rất lớn cho những bệnh nhân mình còn ở lại. Khi mà mình mắc bệnh ung thư, mình đừng vội bỏ cuộc, mình đừng vội bi quan. Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cho nên là mình điều trị Tây y, các thầy hướng cho mình điều trị Tây y trước. Nếu như không có đủ điều kiện hoặc là mình không đáp ứng nữa thì mình tới đây, mình nhờ vào sự can thiệp của các thầy bằng phương pháp này. Nó có khoa học, nhưng mà đúng vị trí của nó là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư đó. Thì bây giờ nè, để đạt được kết quả giống như những bệnh nhân ở đây, thì bây giờ ở đây nè, thầy ưu tiên cho những bệnh nhân cũ á, đã từng nghe thầy Tiến có hướng dẫn cho mình về 5 cái điều kiện để mình bám vào đó để mình đạt được kết quả tốt nhất. Bây giờ 5 điều kiện đó là 5 điều kiện gì? Bệnh nhân nào nhớ giơ tay lên. Cô hả? Nhớ nha, 5 cái điều kiện, trả lời đúng 5 điều kiện nha. Tôi kính thưa cha, thưa các thầy, các bệnh nhân. Bây giờ tôi già người, tôi nói bằng đầu óc người, tôi ghi sao chạy cái đúng hay cái sai. Rồi. Có xì đề bài trước không mà có thầy nào xì trước không mà sao biết vậy ta? Sao biết, chuẩn bị giấy trước nè. Điểm thứ nhất, bệnh nhân mình là cấm ăn đồng dầu trong suốt quá trình điều trị. Thứ hai, giữ pháp đồ và tiết tối nghe theo lời thầy các thầy. Cơ thể phải còn khỏe mạnh mới có hy vọng, chưa hết làm sao có thể còn khỏe mạnh. Mỗi ngày ăn được từ 2 đến 3 lít cháo nano thì có thể còn khỏe mạnh. Thứ tư, bệnh nhân phải quyết tâm sống. Thứ năm, chấp nhận
chấp nhận đau nhất và không bỏ cuộc mới có hy vọng thành công tốt đẹp. Rồi, cảm ơn cô nha. Cái này là có người xì đây nè, cho nên là có cái sự chuẩn bị trước nè, thấy đọc mà cũng đọc, cầm tờ giấy đọc cũng dấp nữa. À, nhưng mà thôi, để thầy nhắc lại cái năm cái điều kiện đó cho mình để mình nhớ, rồi dẫn cho cô cái phần quà ha. Năm điều kiện đó là năm điều kiện như sau mà thầy Tiến có chia sẻ cho những bệnh nhân đó, thì mình cố gắng mình nhớ. Thứ nhất là mình sẽ không được ăn đạm động vật trong suốt quá trình điều trị bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh ở đây, là điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai là tuyệt đối nghe theo lời cha và các thầy. Các thầy là người thực hiện theo cái phương pháp của cha Pedro Nguyễn Văn Tường ở đây, cho nên mình phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ và nghe theo lời của cha. Là những cái clip cũ đó, cha có hướng dẫn cho bệnh nhân, thì mình có thời gian mình mở lại những cái clip của cha hướng dẫn đó, thì mình học hỏi theo và nghe theo cái sự hướng dẫn của các thầy. Cái thứ ba là bản thân của mỗi người mình phải còn đủ sức khỏe, có nghĩa là bản thân mỗi ngày bệnh nhân phải ăn từ 2 lít tới 3 lít cháo. Tại vì mình không ăn những thực phẩm khác, mình tập trung mình ăn cháo thì cố gắng ăn trong phạm vi đó. Rồi, cái điều kiện thứ tư là bệnh nhân chấp nhận đau và không bỏ cuộc. Đó là bệnh nhân phải luôn ghi nhớ là bệnh ung thư thì mình phải đau. Đau nhất là cái chuyện đó là tất yếu, chứ không phải là không có, nhưng mà mình cố gắng mình vượt qua. Cái điều kiện thứ năm là bệnh nhân phải quyết tâm sống. Cái quyết tâm sống là ở chỗ nào? Ai mà không quyết tâm sống? Tuy nhiên khi mình đặt mục tiêu sức khỏe mình lên hàng đầu thì mình phải gạt bỏ đi hết những cái công việc, cái gia đình, cái những cái cuộc sống ở bên ngoài để mình tập trung mình lo cái sức khỏe mình thôi. Rồi khi nào mình khỏe rồi mình về nhà mình lo chuyện này lo chuyện kia mới được, chứ nếu mình không có sức khỏe là mình bỏ hết tất cả. Đó là năm cái điều kiện mà các thầy đã luôn luôn nhắc nhở các bệnh nhân khi tới đây, để mình được cái cơ hội để mình vượt qua được cái căn bệnh. Nhớ nha, mọi người phải nhớ năm điều kiện đó. Thì bây giờ thầy sẽ mời thầy Tiến sẽ tặng quà cho bệnh nhân vừa mới phát biểu. Thầy Tiến là tặng quà đi, thầy Tiến. Cái này của thầy Tiến mà. Cái này là điều kiện của thầy Tiến mà. Xin mời cô nhận phần quà. Xin chúc mừng cô nha. Cô để dành cho người nuôi nha, chứ cô không được lén uống nha. Rồi bây giờ thầy đặt câu hỏi thứ ba. Bây giờ mình ở đây mình chữa bệnh rồi đó, mình có biết được là bệnh ung thư chết trong môi trường gì và phát triển trong môi trường gì không? Đâu ai biết, giơ tay lên. Rồi, xin mời. Bây giờ thầy đọc lại câu hỏi nha. Bệnh ung thư sẽ chết trong môi trường nào và phát triển trong môi trường nào? Dạ, xin trả lời là bệnh ung thư là chết và phát triển trong môi trường axit, động vật. Đó là môi trường nó phát triển nhanh nhất. Rồi. Chết trong môi trường axit, sai đấy. Ai nghe kỹ câu hỏi nha. Bệnh nhân ung thư chết trong môi trường nào và phát triển trong môi trường nào nha. Dạ thưa thầy là chết trong môi trường nào? Môi trường đúng. Thì nói là không có cái phát triển để ung thư quay trở lại. Còn axit đó mình ăn vào thì nó sẽ tăng con tế bào nó. Rồi. Xin được cảm ơn chị nha, thì trả lời đúng rồi đó. Nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ nè. Cái bệnh ung thư theo khoa học nghiên cứu đó, nó sẽ phát triển được trong môi trường axit và nó sẽ được khống chế và chết trong môi trường kiềm. Do đó thầy quý đã nhắc nhở mình hồi nãy đó, mình phải ăn kiềm và uống kiềm. Rồi bây giờ câu hỏi phụ thôi, nếu trả lời không đúng thì cũng không sao. Bây giờ chị có thể liệt kê những cái gì làm cho cơ thể mình bị axit, cái gì làm cơ thể mình kiềm, chị có thể liệt kê được không? Dạ thưa thầy, kiềm là mình ăn cháo manu, tại vì cái
chất của cái mỡ cháo á, mà nó uống ăn vào thì nó lưu thông trong cái máu, thì nó sẽ diệt tế thì cái tế bào, với lại cả cả thảo dược, với lại nước kèm. Còn cái còn lấy cái axit này ăn thức ăn đồ vật á, thì mình sẽ nuôi cái con tế bào, tại vì là cái con tế bào đó là nó sẽ sinh sống được cái nơi mà để nuôi nó, thì là nó làm đến con này. Rồi cảm ơn phần câu trả lời phụ của chị. Thì bây giờ thầy sẽ nhờ thầy Quý đi, thầy Quý sẽ tặng cái phần quà này cho chị nha, rồi thầy sẽ giải thích lại cái câu hỏi đó thêm lần nữa. Rồi xin mời thầy Quý. Dạ xin cảm ơn thầy Quý rất nhiều và cảm ơn chị. Thầy cũng nhắc lại cho mọi người nhớ nè, khoa học chứng minh rằng tế bào ung thư nó sẽ phát triển trong môi trường axit và nó sẽ được khống chế hoặc chết trong môi trường kiềm. Và môi trường axit chính là đạm động vật, nó tạo ra môi trường axit nuôi tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là mình hút thuốc lá nè, có nicotine nè, áp dụng cái thuốc lá là có chất nicotine, nếu như mà mình hút trực tiếp cũng bị, mà mình người khác hút mình hửi, đó là hút thuốc gián tiếp mình cũng bị. Rồi chất tiếp theo là cồn, nó cũng tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Nước ngọt nó cũng tạo môi trường axit trong cơ thể, thức ăn nhanh, rồi hóa chất, rồi khi mình bị mất ngủ, mình bị chết, mình bị căng thẳng, đó là những cái tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Cho nên khi bệnh nhân tới đây, mục tiêu của các thầy là để cho bệnh nhân cái tâm bình tĩnh trở lại, mình thản nhiên, mình tới đây mình đừng có đặt nặng vấn đề bệnh lý của mình, mà mình cứ cố gắng giữ phác đồ và giống như mình nghỉ ngơi vậy đó, để tâm trí mình không có lo chuyện nhà, không có lo chuyện gia đình, cũng như là không có lo về cái chuyện bệnh, mình tập trung mình lo sức khỏe của mình, lo nghỉ dưỡng là chính, để mình tránh được cái axit trong cơ thể. Còn ngược lại cái kiềm đó chính là mình ăn cháo nano nấu bằng nước kiềm, thảo dược cũng nấu bằng nước kiềm. Cái nước kiềm là nước pH 8.5 tới 9.5 đối với người lớn, còn riêng trẻ em á, nhỏ dưới 6 tuổi đổ xuống á, thì sẽ khuyến nghị sử dụng nước 7.5. đó là lưu ý. Và cái thành phần nước kiềm tự nhiên có trong rau xanh và trong trái cây đó. Cho nên trong cái chế độ ăn có kèm cả rau xanh và trái cây, các thầy có áp dụng cho từng bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân nào tiểu đường, đối với những bệnh nhân nào gút, hoặc là men gan cao, hoặc là cao huyết áp thấp gì đó, thì tùy vào cái bệnh lý của bệnh nhân đó mà các thầy áp dụng cho nó đúng, hướng về cái chế độ thực dưỡng. Rồi bây giờ thầy đặt cái câu hỏi kế tiếp nha. Tại sao mình lại không ăn đạm động vật? Vậy thì đạm động vật nó có chất gì để nuôi tế bào ung thư? Bây giờ trả lời cho thầy một trong hai chất nuôi tế bào ung thư thôi. Thầy cho phần thưởng liền. Đầu mình nhớ rồi, trong tế bào ung thư nó nuôi bởi đạm động vật, mà đạm động vật nó có chất gì? Ai trả lời được? Quên rồi phải không? Hả? Ai trả lời được cho tay lên. Mình nhớ trong, mình biết là đạm động vật nó là tính axit đó, nuôi tế bào ung thư đó, nhưng mà nó nuôi bằng chất gì? Nó phải có chất nuôi đó. Ai biết? Thầy đã nhắc rồi mà, khi mà vào tư vấn thầy hướng dẫn hết rồi, quên rồi không? Thôi vậy là thầy không có cho phần quà này thầy giữ lại. Đó là chất glutamin có trong thịt và casein nó có trong sữa. Hai chất này là hai chất chính của tế bào ung thư, nó rất là háo hai chất này. Hãy mình ăn vào hai chất này, nó sẽ tổng hợp cái protein, nó phát triển, nó phân bào nhanh hơn. Cho nên bệnh nhân khi mà vào cái chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, các thầy không cho mình ăn đạm động vật. Thứ nhất là nó có tính axit, cái thứ hai nó có glutamin và casein nuôi tế bào ung thư phát triển. Do đó bệnh nhân mình lưu ý. Bây giờ thầy còn một câu hỏi cuối cùng, đó là cháo nano loại bỏ được cái chất gì mà mình cơ thể mình phải tạo ra cái enzyme để tiêu hóa nó, nhớ không? Nhớ nó gì, tiêu diệt chất gì trong nồi cháo không? Tại sao mình lại phải nấu cháo nano bằng nồi áp suất để tiêu diệt cái chất đó? Bây giờ ai nhớ?
Thầy ơi, thầy giải hết, chỉ hết trơn mà giờ quên hết rồi. Ai? Thôi thì giống như bữa nay là giống như mình nháp đi ha. Trả lời không được thì thôi lần kế mình tổ chức giao diện, cái mình cố gắng mình học thù. Gọi là vui đi, chẳng mình ôn lại kiến thức cũ luôn. Đó là chất tri sinh. Tri sinh nó có trong hạt gạo. Và chất này nó còn trong cơm, trong bún, trong phở, trong hủ tiếu, trong cả cháo nấu thông thường nó còn chất này. Khi mà cơ thể bệnh nhân ung thư yếu, mình phải chống lại bệnh qua hệ miễn dịch, mà mình ăn cái chất, ăn cơm, ăn bún, hủ tiếu gì đó, mình sẽ gặp hiện tượng khó tiêu. Đó là do cái chất trypsin nó còn trong đó. Cháo nano có nhiệm vụ giải phóng cái chất đó đi, làm cho cơ thể mình ít có phải tiêu tốn enzyme để tập trung vào hệ thống tiêu hóa, hệ thống miễn dịch đó. Giúp cho mình ngày càng được tiến bộ hơn, giống như những bệnh nhân này. Cho nên cái phương pháp của cha là phương pháp có khoa học, cha nghiên cứu 20 năm để giúp cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là cha áp dụng cái phương pháp này dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Bởi vì mình nhớ nha, cái vai trò và vị trí của cái phương pháp của cha, mình đừng có thổi phồng nó lên. Ví dụ hôm nay mình thấy bệnh nhân có kết quả tốt, tuy nhiên mình phải biết đúng cái vai trò vị trí của phương pháp của cha nằm chỗ nào. Đó là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chứ không phải là phương pháp điều trị. Khi mình mắc bệnh ung thư thì điều đầu tiên là mình phải điều trị bằng phương pháp Tây y, hóa trị, phẫu thuật, xạ trị. Thì cha mới thấy được điều đó, mà bản thân đâu phải 10 ca là đều điều trị phẫu thuật, hóa trị, xạ trị được đâu. Có những bệnh nhân không có đủ điều kiện kinh tế để theo đuổi cái mục tiêu điều trị lâu dài về hóa xạ trị. Và những bệnh nhân có điều kiện đó, mình có tiền mình vô hóa chất được á, nhưng mà cơ thể mình nó không cho phép, nó không đáp ứng được. Mình vô được lần, hai lần, ba lần, vô được 10 lần đi, rồi mình cái cơ thể mình chịu không nổi, mình phải bỏ ngang. Và những bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp hoặc là bị men gan cao, bác sĩ đề nghị mình là về nhà cố gắng điều trị những cái bệnh lý đó trước đi, bệnh nền đó trước đi, rồi xong đó quay trở lại vô hóa chất. Những cái điều kiện đó mà làm cho bệnh nhân không có tiếp cận được cái phương pháp điều trị đấy đi. Thì cha mới nghiên cứu ra phương pháp hỗ trợ điều trị bằng cháo nano, thảo dược nano, giúp cho những bệnh nhân ung thư mà đã không điều trị được Tây y đó. Cho nên mình phải biết cái vai trò vị trí của phương pháp này chỗ nào, đặt đúng vai trò vị trí thì mình mới không bị bối rối. Chứ không là mình thấy tại sao mà không có đi điều trị Tây y giống như bác sĩ yêu cầu, hoặc là mình thổi phồng phương pháp này, tới đó đi chữa là hết, chữa là hết. Các thầy không muốn mình hiểu sai về phương pháp đó. Nhưng mình thấy kết quả của những bệnh nhân ngày hôm nay, mình cũng còn hy vọng đối với những bệnh nhân thầy mới vừa nói vừa rồi. Cho nên mình đến đây, mình có được cái hy vọng từ những bệnh nhân đã đạt được kết quả trước đó. Vì cái phương pháp này nó có tính khoa học, thì mình áp dụng theo thì nó cũng sẽ có kết quả tương tự. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng có kết quả tốt hết như vậy, có khi mình không đạt được kết quả tương ứng như vậy, thấp hơn chút, nó bớt bệnh, nó giảm bệnh, hoặc là nó chậm tiến triển mức độ bệnh. Dù sao đi chăng nữa nó vẫn tốt hơn so với mình để tự nhiên và mình tìm thuốc này thuốc kia mình uống theo kiểu tự phát, ai chỉ gì đó, bài gì mình uống đó. Thì ở đây có các thầy thuốc được cha huấn nhục 10 năm, thì ít nhất về góc độ chuyên môn các thầy có thể can thiệp về vấn đề triệu chứng của mình, cũng như là hướng dẫn cho mình đi đúng cái phác đồ mà cha đã đưa ra. Thì cũng xin chúc cho quý bệnh nhân mau chóng được khỏe mạnh giống như những người bệnh nhân trên đây. Xin được chân thành cảm ơn. Bây giờ xin thầy thành cho tôi 2 phút cái câu hỏi này dễ ăn. Bây giờ tất cả các bệnh nhân ở đây muốn được truyền thông sinh dưỡng ở đây hỗ trợ cần điều kiện gì, ai trả lời đúng thử liền và nhanh, thời gian có hạn. Ai có biết nếu vào đây cần được muốn được sinh dưỡng hỗ trợ thì cần điều kiện gì? Ở đây mà con cứ mạnh dạng, con bác cứ mạnh dạng đưa lên trả lời đúng thử liền luôn. Tranh thủ ngăn, nếu muốn được sinh dưỡng hỗ trợ thì mình cần cái điều kiện gì mới được hỗ trợ? Okay. Và các mạnh thường quân, những cái người mà muốn được hỗ trợ á, thầy sinh dưỡng hỗ trợ á,
là những bệnh nhân không có điều kiện để chữa Tây y, với lại cái hoàn cảnh khó khăn á, thì phải có đủ đấy giấy tờ ở địa phương chứng nhận đó là những cái bệnh nhân nghèo, không có để tiền để chữa trị, thì làm với xin bên mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền điều trị trong cái thời gian mà mình điều trị, để có tiền trang trải, ví dụ như là trả tiền phòng trọ, rồi thêm để tiền uống thuốc ở bên ngoài và tiền ăn uống thêm, ví dụ như rau củ quả các cái hạt để cho có chất để điều trong quá trình chữa bệnh ạ. Yeah. Xin mời anh Phạm Xuân Dũng sẽ trả lời câu hỏi này có đúng như cái điều kiện của anh không ạ? Cảm ơn anh Tô Phú Quế đã đặt một câu hỏi rất là hay, và đây là một câu hỏi mà nhiều người và đang muốn Xuân Dũng chia sẻ trên một số clip sắp tới đây. Cảm ơn anh. Dạ. Và mọi người dành cho anh Tô Phú Quế một tràng vỗ tay đúng không ạ? Dạ, cảm ơn nhiều. Đơn giản lắm nhưng mà anh Tô Phú Quế hơi đề cao Xuân Dũng một tí. Cảm ơn anh. Thực ra thì Xuân Dũng không có tiền để mà hỗ trợ đâu, nhưng mà Xuân Dũng làm nhịp cầu nối để kết nối với Mạnh Thường Quân là điều kiện để được Xuân Dũng tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Mạnh Thường Quân hỗ trợ thôi. Còn mà Xuân Dũng hỗ trợ thì nó cũng có hàng với anh Quế, em không có giàu như anh Quế đâu. Thưa bệnh nhân thế này, để mà Xuân Dũng tiếp nhận hồ sơ và đề lên cho Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì cần hai điều kiện. Thứ nhất là bệnh nhân thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo là có cái giấy đó. Mà nếu mà không có giấy đó thì có một cái giấy xác nhận của địa phương là mình là có hoàn cảnh khó khăn, là cái điều kiện đầu tiên đó. Nhớ nha, phải có dấu mộc của địa phương để Xuân Dũng sau này mà có làm cho nó dễ làm việc hơn. Cái thứ hai nữa thì bệnh nhân cần có một cái đơn gửi lên cho Xuân Dũng cũng như gửi lên cho Mạnh Thường Quân là trình bày cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Mình hiện tại đến đây đã được các thầy điều trị là một cái may mắn cho mình rồi, nhưng vì sao mà đến đây điều trị miễn phí mà mình còn phải cần phải sự giúp đỡ nữa, thì là giúp đỡ cái gì, cần cái gì mình đề đạt lên, đúng không? Ví dụ như là tôi đến đây nhưng mà không có tiền đi đến xe, đến đây chỉ còn có 500.000 à, giờ không có đủ tiền thuê trọ thì phòng trọ ở đây là 700.000, ví dụ như vậy. Hoặc là tôi không có tiền để mua nồi áp suất chẳng hạn đó, mình phải đề đạt lên, tức là mình phải mong muốn như thế nào thì mình làm cái đơn viết bằng tay rồi mình nộp lên, kèm theo là cái điều kiện một nữa nhé, là đủ chỉ cái hai điều kiện đó thôi. Chứ bây giờ một số bệnh nhân cứ tới đây viết là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là đơn xin hỗ trợ này, tôi là phải khó khăn nhờ thầy Dũng sẽ hỗ trợ cho tôi, xong chấm nộp với Dũng cái đơn vậy thì không có đủ nha. Cố gắng làm đơn để mình ghi nó đầy đủ thông tin, nó lâm ly đi đáp để cho mình thân quân mà cảm thấy Xuân Dũng cảm thấy muốn khóc luôn với bệnh nhân luôn, là lúc đó tự nhiên là có người hỗ trợ cho mình đó. Và lưu ý cho các bệnh nhân như vậy. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Tô Phú Quế rất nhiều. Đây, xin mời anh Phạm Xuân Dũng sẽ phát thưởng cho bệnh nhân vừa trả lời ạ. Bệnh nhân này rất là hay, tại vì bệnh nhân này đã từng viết đơn lại lần thứ hai rồi. Tại vì Xuân Dũng là không chấp nhận được để cái đơn mà đã Dũng nhận đó. Sáng đây Xuân Dũng chia sẻ một chút nữa thôi. Mọi người có thấy là trong cái buổi lễ ra viện hôm nay mọi người cảm thấy là vui vẻ hơn không, đúng không? Nó thoải mái tinh thần hơn đúng không? So với những kia hình như lần trước cũng có một lần cũng vui rồi, lần này thì có những cái game show, những cái trò chơi, những cái câu đố như thế này, mình cảm thấy thoải mái hơn. Và thưa quý vị, với cái những người mà bị bệnh ung thư thì chúng ta đã bị dồn đến cái chữ sinh chữ tử nó gần kề nhau, và cái tâm lý nó rất là nặng nề, đúng không ạ? Và một cái mà trong cái phác đồ điều trị, ngoài cái thuốc của các thầy, ngoài phác đồ của các thầy ra, thì cái năng lượng tinh thần nó rất là quan trọng. Đó một năng lượng rất tuyệt vời để nó tạo ra một cái hormone có thể là tạo sức đề kháng để cùng với các thuốc của các thầy để nó tạo ra, để nó phá tan khối u cũng như đưa cái sức khỏe của chúng ta trở lại trạng thái bình thường đó. Cho nên là cái tâm lý rất là quan trọng, tâm lý lạc quan, tâm lý động viên, tâm lý được an ủi, tâm lý luôn không bị bỏ rơi, đúng không? Tâm lý không bị bỏ rơi, tại vì ở đây có những người thầy, những người thầy thuốc, các thầy ở đây luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta. Do đó thì Xuân Dũng rất mong sao rằng là cứ mỗi lần mà có chương trình ra viện, chúng ta nên có những cái chương trình nó hoạt động, nó sôi nổi hơn, vui vẻ hơn đó, đúng không ạ? Ví dụ như sắp tới sẽ có những chương trình như là
đấy, cái màn hình mình thường quân đã tặng nó rồi, 75 inch rất là to, lần sau mình có thể là trên thầy Thanh có thể đưa vào cái chương trình, có thể là giao lưu giữa buổi em 1-2 ca khúc gì đó khách hàng rồi mình tặng quà. Là một. Thứ hai nữa thì một cái thông tin mà Xuân Dũng đưa ra thì nó hơi bị sốc với bệnh nhân đó, rất là sốc luôn. Thì ngày mai là ngày giỗ lần thứ 14 của ba Xuân Dũng, cho nên là Xuân Dũng có phát tâm là mỗi tháng sẽ tặng một cái máy kiềm, nhưng sẽ tặng cho phòng khám ở đây một tháng, tức là Dũng sẽ tặng là 5 tháng liên tiếp 5 cái máy kiềm, với điều kiện đó một tháng một cái, và sẽ chọn vào một ngày cuối tháng và sẽ có một tổ chức bệnh nhân thế này, có một buổi sinh hoạt xong rồi bốc thăm trúng thưởng, thấy không? Mọi người này cảm thấy vui không? Đồng ý không? À, thế là sẽ có một buổi giao lưu và cái đến đây là mình giao lưu tặng Xuân Dũng tặng một cái kiềm và hai cái nồi áp suất, hai cái nồi áp suất nữa, đó là cái của Xuân Dũng đây, Xuân Dũng phát tâm ra. Thì một cái máy kiềm nha, một cái máy kiềm với hai nồi áp suất, chương trình một tháng một lần, một tháng một lần, và tạo ra một sân chơi vui vẻ. Hôm đó là mình chỉ đến giao lưu hát hò xong bốc thăm trúng thưởng rồi chở máy kiềm lấy nồi áp suất về, còn ai muốn mà lấy thì lấy, ai muốn tặng lại phòng khám tặng. Và cái máy kiềm nó giống như cái máy mà Dũng đặt ở góc kia, máy đó thôi nhá, còn cái máy mà kia nhiều tiền lắm, không chịu nổi. Thứ hai nữa là cái máy này nó không kén nước, không kén nước, còn cái máy mà kia thì như ở Trà Vinh nó không xài được nhá, máy ion kiềm ở Trà Vinh hiện tại không xài được, phải qua cái hệ thống lọc rất là đắt tiền nữa mới xài được, tại vì nước ở đây cái dạng nước cứng nó quá ca, nó chỉ xài dùng được cái máy ở dưới ngoài kia thôi đó. Thì thông báo cho mọi người như vậy, và bắt đầu từ hôm nay là tháng 3, đầu tháng 3 thì cuối tháng 3 này Dũng sẽ khởi động chương trình đầu tiên, đó là cái máy ion, cái máy máy lọc nước hydrogen kiềm đầu tiên và hai cái nồi áp suất, và 5 tháng liên tục như vậy. Rồi xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh trưởng ban truyền thông Phạm Xuân Dũng, có những cái chương trình rất là bổ ích và cổ động tinh thần cho tất cả bệnh nhân cũng như người nuôi ở đây. Thì bây giờ là tới phần trao giấy chứng nhận cho các bệnh nhân, cũng như là trao những phần quà trà thảo dược để bệnh nhân mang về và gìn giữ cái phác đồ tiếp tục ở những ngày tháng sắp tới. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Tiết Nga lên đây để cho thầy xin cho anh Xuân Dũng một đôi lời. Cho ý kiến là mình cứ đứng nói nhìn lên đó, đứng lên. Đứng lên thôi ha. Đứng lên. Ok. Được. Vậy xin mời tất cả các bệnh nhân mình đứng lên ha. Rồi bây giờ thầy xin mời thầy Tứ Mai sẽ lên đây để trao cho bệnh nhân. Xin mời anh Phạm Xuân Dũng, xin mời bác Quế, xin mời thầy Hạnh. Đứng lên nhìn. Dạ. Rồi mình đứng vào hàng nha. Đây. Tiết nghe. Phải từ từ để thầy đưa cho. Đứng đây. Rồi đây ha. Đứng đây. Cô Hạnh nè. Em đứng đây. Cô Hạnh biên. Biên bên này. Rồi. Bác Quế, Lê Thị Hải, đây cô Hải đây. Cô Hải đứng đây. Hải cao nhất á. Rồi. Biên bên đó. Rồi. Xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý. Thầy Tiến. Xin mời thầy Võ Duy Tiến. Chưa. Đây Nguyễn Đỗ Đắc Thuấn nè. Giấy Đỗ Đắc Thuấn bên đó kia góc này. Rồi thầy Tiến. Tiến này cho Mai Văn Tiến đi. Đây Mai Văn Tiến bên góc cùng. Và Phạm Thị Phượng. Anh Xuân Dũng. Xin mời anh. Phạm Thị Phượng bên này. Đây em ơi. Đây chú Quế. Rồi đây. Xin mời anh Dũng. Rồi bây giờ tất cả các thầy thuốc cũng như là các thành viên của phòng khám và mạnh thường quân bác Phú Quế sẽ trao cho bệnh nhân giấy chứng nhận và phần trà thảo dược để mình mang về. Xin được trao ạ. Xin chúng ta hãy dành tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Ra tới nhà. Không đi lắp thì máy kêu con không đi. Ở nhà được.
Rồi, xin mời tất cả mọi người về chỗ ngồi à. Anh có còn phát biểu không? Phát biểu. Xin mời thầy Phạm Xuân Dũng sẽ có đôi lời phát biểu tiếp tục ạ. Rồi, ở này đứng hai bên cho Xuân Dũng đứng đây một tí. Trước hết thì hôm nay Xuân Dũng muốn mọi người đứng ở đây nhìn lên. Và sau khi chúng ta nhận được cái hình của cha rồi, cũng như nhận được cái giấy chứng nhận mình đã hoàn thành phác đồ đạt kết quả cao, thì có lẽ xin mời 6 bệnh nhân đã lĩnh tính và đã có kết quả cao ở đây có thể cúi chào và tạ ơn cha. Xuân Dũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi hôm nay với phác đồ của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, nhà nghiên cứu nhà khoa học Nguyễn Văn Tường, thì hôm nay vui mừng chúc mừng 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ đạt kết quả cao và có kết quả lành tính. Thì một lần nữa Xuân Dũng chúc mừng 6 bệnh nhân. Mọi người có thể dành cho 6 bệnh nhân ở tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ, cảm ơn. Và theo như những gì trước đây Xuân Dũng đã từng làm cùng với cha, thì vẫn luôn luôn giữ cái đường lối đó và vẫn giữ cái những cái gì mà lúc cha còn sống. Thì mỗi bệnh nhân ra viện thì sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu tiền xe để về xe. Đây là số tiền không nhiều nhưng mà cũng là niềm động viên, an ủi động viên để cho mọi người cảm thấy rằng là mình luôn luôn có Chúa, có cha và có xã hội, đặc biệt có các thầy luôn luôn bên cạnh, không bao giờ bỏ rơi mình. Kết quả là ngày hôm nay là một minh chứng. Và hôm nay 6 bệnh nhân sẽ được hỗ trợ mỗi bệnh nhân là 1 triệu, 6 bệnh nhân 6 triệu đồng. Và số tiền này Xuân Dũng xin, nói chung là Xuân Dũng chưa có xin được ai có quỹ để mà hỗ trợ này cả. Vì lần này Xuân Dũng đang bận rộn cho nên là không có cái thời gian gặp gỡ giao lưu để có những cái video gặp gỡ bệnh nhân trước á, cho nên là không có sự chuẩn bị, cho nên là Xuân Dũng phải ráng chịu thôi. Thì nhưng mà có một cái may mắn thế này, lần trước thì có gia đình của chú An ở Hoa Kỳ có gửi về cho Xuân Dũng 600 đô và đổi ra được là 14 triệu 700 nghìn đồng và mua cái máy phát điện tặng cho phòng khám là hết là 10 triệu 500 nghìn đồng, còn lại là 4 triệu 200 nghìn đồng. Thì 4 triệu 200 nghìn đồng thì Xuân Dũng góp thêm 1 triệu 8 nữa, còn lại là đúng rồi góp thêm 1 triệu 8 nữa cho đủ 6 triệu, và xin gửi tặng cho mọi người đây, và xin chân thành cảm ơn đến gia đình chú An ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Rồi xin gửi, cũng không chuẩn bị kịp cho nên là không có bao thơ, mà cũng không nên giao bao thơ tại vì lỡ trong đó còn 100 nghìn sao. Làm vậy sau này không ai bắt khó mình hết nè. Đó. Rồi chưa hết. Dạ chưa hết. Thì như mọi người cũng đã biết, Xuân Dũng đang phụ trách công việc là trưởng ban truyền thông và kiêm trưởng ban tình nguyện cho Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam. Và Dũng cũng bay từ Hà Nội mới vào thôi, cũng mới ra công tác đó. Và hôm nay thì Xuân Dũng xin gửi tặng món quà của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam tặng cho mỗi bệnh nhân là 1 tháng thuốc, gồm có 3 phần là xà đen, ăn xoa là như ở đây, và sư khí trùng ngây, và cái buổi trưa và buổi chiều là lạc tiên hay gọi là nhãn lồng đó. Xin tặng cho mỗi người, đây là phần quà của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam. Cảm ơn viện trưởng Mai Trần Quý rất là nhiều. Ui trời, anh nhanh chung em ngay. Rồi ok, rồi nhanh chung ngay. Dạ. Thì chắc mọi người cũng biết là cha là viện phó, nguyên là viện phó ở của viện. Thì để có những sản phẩm này mọi người biết đấy, cha nguyên là viện phó và hôm nay cha ra đi, nhưng Dũng rất là may mắn khi đã được viện trưởng mời ra và phụ trách cho
cho viện trưởng với cái mảng truyền thông cũng như là thiện nguyện, và cũng không bao giờ quên cái nơi mà đã tạo ra cái công trình khoa học, một cái công trình thế kỷ. Cha đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân ở đây, và cha đã từng nói một câu nói thế này mà Xuân Dũng luôn luôn nhớ mãi. Cha thường mỗi khi ra viện, cha thường với phát biểu và nói với bệnh nhân là mạng sống của các con đã được giữ lại. Đó. Câu nói mà Xuân Dũng luôn luôn nhớ mãi, mỗi khi mà cứ thấy bệnh nhân lên tính và được ra viện thì mọi người mới nhớ rằng là màng từ ngay bây giờ thì màng sống của mọi người, của các anh chị ở đây đã được giữ lại. Cha đã từng nói như vậy. Vậy chúng ta tuy rằng đã được giữ lại nhưng không phải là chúng ta là trường sinh bất tử nhé. Không phải là như vậy. Do đó chúng ta phải luôn luôn giữ cái pháp đồ này, ít nhất gì cũng phải từ 6 tháng đến 1 năm nữa là giữ pháp đồ nhé. Còn và từ đây về sau thì tuyệt đối không ăn thức ăn động vật. Đó là cái điều tuyệt đối rồi. Đó, ít nhất là chúng ta phải giữ phác đồ càng lâu càng tốt. Đó. Thì ngoài ra thì bạn cha còn nói gì nữa? Cha còn dặn là mọi người hãy nên làm bác ái, không phải đến đây là bác ái mà làm bác ái những chỗ khác. Đừng có thể hôm nay hết bệnh rồi, rồi về nhà để có thể đây chữa miễn phí, rồi về thì bán gà, bán vịt, bán trâu, bán bò đem tới đây cho có thể là bác ái. Đây là không đúng, cha đã từng nói như vậy rồi. Chúng ta hãy làm bác ái, nhưng bác ái từ cái tâm phải làm ở những chỗ khác, đi chùa, đi chìm, đến nhà thờ chỗ nào đó làm bác ái. Và đó là những cái mà cha đã từng căn dặn trước đây. Và chúng ta luôn luôn giữ một cái môi trường sống lành mạnh ha, anh chị nên như vậy. Và không biết nói gì hơn thì chúc cho mọi người được dồi dào sức khỏe, cuộc sống an lạc, bình an, và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Xuân Dũng sẽ hy vọng rằng là trong buổi chiều nay gặp gỡ một số anh chị ở đây, Dũng có một số phỏng vấn riêng đấy nhá. Chiều nay mọi người có thể một giờ sáu người đến đây cho Dũng phỏng vấn riêng tí rồi ra về được không? Một chút thôi, một người 50 phút thôi. Rồi. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân thân mến, rõ ràng là chúng ta đang thấy phòng khám ngày càng thay đổi. Từng ngày, từng giờ, từng tuần, từng phút đang có sự thay đổi ở phòng khám đây. Và không đơn giản rằng là để mà trong vòng một số tiền nho nhỏ, một cái chút nho nhỏ mà có thể phục dựng phòng khám này nó lớn mạnh như vậy. Chúng ta thấy rằng là phòng khám được phục dựng lên và cái số tiền để phục dựng lên phòng khám nó rất là nhiều. Nhưng bây giờ đối với Xuân Dũng nghĩ rằng là nó như được như vậy đã là điều tốt lắm rồi. Tuy nhiên cái trăn trở của Xuân Dũng và cũng như các thầy ở đây đó là bệnh nhân bây giờ nó ngày càng tăng lên, bệnh nhân đến đây càng nhiều hơn, và cái chi phí hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho bệnh nhân cũng tăng. Gạo nó bây giờ nó cũng tăng mà cũng thiếu nữa rồi. Gạo nó cũng thiếu, mọi cái nó cũng đang thiếu thốn. Kho lúa, kho gạo của phòng khám nó cũng cạn vơi rồi. Cho nên là hôm nay Xuân Dũng muốn qua cái video này muốn kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, và chỉ nhận những người không phải là bệnh nhân, không phải là bệnh nhân nhé. Cha lúc xưa cha đã từng nói như vậy rồi. Thì đường nào chúng ta cũng đi làm bác ái chỗ này chỗ kia thì hãy lưu tâm đến ở nơi đây, nơi mà đang làm công việc bác ái, yêu thương và cho không, đang cứu những bệnh nhân giai đoạn cuối, những bệnh nhân mà hết đường cứu chữa, họ đã đi khắp nơi rồi nhưng đều vô phương vô vọng. Họ đã tìm đến đây giống như là đường cùng, và ở nơi đây các thầy đã giang vào lòng tay để bỏ công sức ra cứu giúp bệnh nhân. Tuy nhiên thì cần sự chung tay của mình thường quân, thiếu thuốc trà tháo dược bây giờ cũng thiếu. Nguồn nguyên liệu từ Hòa Bình mua nó rất là đắt đỏ và cái chi phí vận chuyển vào nó cũng cao, là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gạo lứt bây giờ cũng đã cạn kiệt. Mà như mọi người biết đó, lúc mà còn sống cha đã từng băn khoăn cái việc này rất là nhiều. Ba cha đã từng băn khoăn về việc này rất là nhiều, một tháng lên hàng trăm triệu đó quý vị. Cho nên là rất mong rằng mình thường quân hãy chung tay cùng với các thầy, cùng với phòng khám. Mọi cái ủng hộ của quý vị sẽ được Xuân Dũng cũng như phòng khám
công khai, minh bạch, rõ ràng và sẽ được chi phí mua cái gì sẽ được công khai ra. Ví dụ có ai ủng hộ cho 1 tấn gạo, 2 tấn gạo gì đó, nó sẽ công khai rõ ràng ở đây. Thì rất mong trong thời gian sắp tới phòng khám sẽ được sự chung tay ủng hộ, đồng hành giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều, rất trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện đã nói lên cái những cái trăn trở của các thầy và các thành viên của phòng khám ở đây về những cái vấn đề khó khăn chung mà các thầy cũng như là quý bệnh nhân ở đây đối mặt. Thì cũng một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân đã ủng hộ, đã giúp đỡ, đã đồng hành để phục dựng phòng khám cũng như vẫn còn đang tiếp tục đồng hành cùng với các thầy để giúp cho những bệnh nhân ở đây. Trước khi mình bắt đầu quay trở lại cái công việc hỗ trợ điều trị tiếp tục thì thầy cũng xin nhắc nhở tất cả các bệnh nhân, do tất cả những quý ân nhân, quý mạnh thường quân cũng rất là vất vả để làm ra cái số đồng dư để mà ủng hộ cho tất cả mọi người ở đây, cho nên mình phải cố gắng, mình trân trọng những cái điều kiện mà mình đang được hưởng, được giúp đỡ từ chính những người cũng giống như những người đang có mặt ở đây thôi, họ cũng phải làm việc rất là vất vả, tội nghiệp, cho nên là mình phải cố gắng mình trân quý điều đó bằng cách mình cố gắng gìn giữ phát đồ hỗ trợ điều trị cho nó thật chu toàn, cũng như là gìn giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ và phòng khám này mình cố gắng mình gìn giữ đó. Đó là những cái điều mà các thầy muốn gửi gắm tới tất cả những bệnh nhân có mặt ở đây, và chúc cho tất cả quý bệnh nhân mình sẽ có được cái cơ hội mình vượt qua được cái căn bệnh, mình có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đó là phần buổi lễ hôm nay, đến đây xin được phép kết thúc. Và bây giờ xin mời mọi người cùng hướng về Chúa để chúng ta đọc kinh và bắt đầu cái gì khám bệnh của mình. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người mình trật tự trở về phòng khám của các thầy. Xin mời các thầy ở lại chụp hình một bộ hình lưu niệm với 6 bệnh nhân vừa được hoàn thành phát đồ. Chúng con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.